Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ giải vở bài tập toán lớp 4 tập 1 kết nối tri thức với cuộc sống. Tiết học hôm nay chúng ta sẽ làm là tiết số 2 trang 104. Vẽ đường thẳng MN đi qua điểm K và song song với đường thẳng là PQ cho trước. Bây giờ chúng ta sẽ vẽ cái đường thẳng là MN đi qua điểm K đây và song song với lại là PQ cho trước. Hay vậy trước tiên thì chúng ta sẽ vẽ cái đường thẳng vuông góc đi qua K, vuông góc với lại PQ và đi qua K. Rồi, cái cạnh của cái thước và cái đường PQ nó sẽ trùng nhau. Đó. Muốn thì kéo dài ra, còn không thì đi im cũng được, không cần thiết kéo dài. Đó, kéo dài ra. Kéo dài ra. Rồi từ đây thì chúng ta sẽ vẽ cái đường thẳng vuông góc với lại cái đường thẳng mới vừa vẽ vuông góc tại K. Nè. Rồi chúng ta kéo dài lên. Nè, vậy chúng ta sẽ ra được cái đường thẳng là M ở đây thì N ở dưới. N ở dưới thì M ở trên. Đảo ngược đảo xuôi gì đều được hết. Rồi cái này cái vẽ cũng tương tự như vậy. Chúng ta sẽ vẽ cái đường thẳng nó đi qua K và vuông góc với lại là cái PQ. Kéo dài ra chút. Rồi từ đây thì chúng ta sẽ vẽ cái đường thẳng vuông góc với lại cái đường thẳng mới vừa vẽ tại K. Rồi. MN. M ở trên, N ở dưới hoặc là N ở dưới, N M ở trên đều được hết. Đọc qua bài tiếp theo là bài số 2. Vẽ đường tròn tâm O và vẽ các bán kính OA, OB sao cho đoạn thẳng OA vuông góc OB. Như vậy chúng ta sẽ vẽ cái hình tròn. Vẽ hình tròn thì chúng ta sử dụng căm ba hoặc là cây thước này này, cây thước nó có cái hình tròn sẵn này, được. Căm ba hoặc là cây thước này. Hoặc chúng ta lấy cái này chúng ta đè vào chúng ta vẽ ở ngoài. Chúng ta vẽ ở ngoài cũng đều có hình tròn hết. Cái này nếu như thầy vẽ cái này thì nó to quá, nó bị vướng rồi. Nó bị chiếm chỗ, cho nên thầy lấy cái này nó nhỏ hơn tí xíu. Rồi, đè kỹ nha, khi mà xác định chỗ vẽ rồi chúng ta đè kỹ nha, đừng có cho nó sụp xịt cái kích thước nha. Rồi chúng ta đây chúng ta khoanh theo. Rồi, chúng ta khoanh theo cái kích thước, cái hình của kích thước này. Rồi như vậy nó ra được cái hình tròn đấy. Rồi bây giờ chúng ta quay lại chúng ta xem. Vẽ đường tròn tâm O. Tâm O thì ngay chỗ này là đúng, nó ra vẽ căm 3 thì mới xác định được cái tâm O là mới chính xác được. Còn bây giờ thì chúng ta đã lỡ vẽ cái hình này rồi, cái hình này nó không có tâm. Nó không có tâm. Thì bây giờ chúng ta sẽ xác định đây. Chúng ta đặt cái thước này trở lại. Và chúng ta thấy là ngay chỗ này chúng ta người ta đã chấm cho mình rồi này. Chấm người ta gạch gạch chỗ này thấy chưa? Rồi chúng ta chấm ngay chỗ này. Rồi chúng ta chấm ngay chỗ cái bốn cái chỗ mà người ta gạch đó. Đó. Rồi để chúng ta xác định cái tâm của nó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ lấy cái thước và chúng ta sẽ kẻ ngay chỗ đó để xác định được cái tâm. Rồi chúng ta nối hai cái này lại. Nó hai này lại. Thì đây là cái tâm của nó này, cái tâm của nó. Hình như cái thước thành nó bộ xéo 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 này sao mà nó cái tâm nó lệch lệch ta. Nè lái xéo. Đây là cái tâm O.
tầm O. Rồi tiếp theo, vẽ các bán kính OA và OB sao cho OA vuông góc với OB. Như vậy vô tình chúng ta đã vẽ luôn đây rồi. Nha. OA đây. OA vuông góc với OB, bán kính là OB đây. Như vậy là vuông góc ngay chỗ này. Vẽ đường thẳng đi qua điểm B song song với đoạn thẳng là OA. Như vậy cái này chúng ta sẽ vẽ cái chỗ này vuông góc với cái này và vuông góc chỗ B. Này. Nên là kéo thẳng lên. Đó. Vuông góc với lại là OA. Vuông góc với OA. Đường vẽ đường thẳng đi qua B này, vuông góc với lại là như vậy là xong rồi. Còn nếu như vẽ theo cái trường hợp mà căm 3 thì chúng ta cũng vẽ cũng bình thường, nó không có vấn đề gì. Cái căm 3 là mất tiêu rồi. Trường hợp vẽ căm 3 thì chúng ta lấy căm 3 ra chúng ta vẽ thôi. Đây. Trước tiên thì chúng ta sẽ chấm lên một cái, xác định cái tâm. Chấm một cái. Rồi cái căm 3 này đây là cái đầu này đầu sắc và đầu này đầu vẽ, đầu sắc nó sẽ chấm vào ngay chỗ cái máy gì chấm á. Nè. Rồi chúng ta xoay. Nhưng mà bây giờ nó vướng cái máy của thầy đang dạy là thầy đem ra ngoài thì xoay nha. Rồi, như vậy thầy đã xoay cái hình nó như thế này. Xoay có hình như thế này thì bây giờ chúng ta sẽ vẽ như thế nào. Bây giờ đây là cái tâm của nó nè, cái tâm O này. Bây giờ người ta họ yêu cầu vẽ là bán kính OA và OB sao cho là nó vuông góc OA OB cho đoạn sao cho đoạn thẳng là OA vuông góc OB. Như vậy trước tiên chúng ta sẽ vẽ một cái bán kính trước, bán kính bất kỳ. Ví dụ như thầy vẽ xíu xíu vô đây ha. Đó, OB đây. OB. Đó. Bây giờ vẽ bán kính OA. Nhìn đây. Đây chúng ta để yên này, chúng ta vẽ lùng xuống dưới luôn. Đấy. Rồi. Thì ngay chỗ này là vuông góc nha, vuông góc ngay chỗ này, như là chữ A. Đó, bán kính OA và OB nó vuông góc ngay chỗ này. Rồi bây giờ người ta họ yêu cầu là vẽ cái đường thẳng mà nó đi qua cái điểm B không? Nó song song với này. Rồi chúng ta sẽ đặt cái thước như thế này. Đấy. Rồi chúng ta kéo dài ra cho nó dễ nhìn. Rồi như vậy là xong. Nó qua bài tiếp theo là bài số 3. Vẽ đoạn thẳng BC song song với đoạn thẳng AB. BC song song với đoạn thẳng là ABC song song với đoạn thẳng AD. AD đây. AD đã cho sẵn rồi đây, AD đây. Và BC là C đã có sẵn đây. Điểm B nằm trên đoạn thẳng AN, như vậy B nằm ở trên này. Như vậy thì bây giờ chúng ta sẽ vẽ là cái đoạn thẳng nó vuông góc với lại DC tại vuông góc với DC tại cái điểm C này. Cái chỗ này nó để cái thước này nó bị che mất ánh sáng cái này rồi. Tóm lại cái cạnh này này sẽ trùng với cạnh của cái thước và cái đỉnh này sẽ trùng ở ngay chỗ cái đỉnh C. Xịt qua tí xíu. Rồi trùng rồi đấy. Rồi bây giờ chúng ta kéo lên. Xịt qua tí xíu nữa tại vì cái điểm C nó bị vô vào trong quá. Rồi, được rồi đấy. Kéo lên. Rồi vậy ngay chỗ này nó vuông góc ngay chỗ điểm C này. Rồi như vậy ngay chỗ này.
Ngay chỗ này là cái điểm B. Điểm B nằm trên AN nha, điểm B nằm đây. À, như vậy chúng ta vẽ như vậy là xong rồi đó. À. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em.